Được nhìn trực tiếp thì anh em sẽ tin thôi đúng không ạ? Chất âm quá hay đúng không ạ? Ok ạ. À. Chất âm quá hay cho một cuộc tình Milalo 110, sản phẩm hàng xịn chính hãng của B3 Beta 3. À, thưa các bác của anh em, trong clip này thì em xin phép là được test âm này đúng không ạ? Giới thiệu review quay nội thất và báo giá chi tiết đô la bãi, hàng bãi xịn đến thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3, mã sản phẩm là Milalo 110. Sản phẩm này sử dụng đó là một bát 25 các bác nhá. Đó, loa 25 110 mã 10 mà các bác. Đúng không ạ? Sở hữu đó là một bát 25 từ 17 quay 7.6. Tép xe lít tịt đúng không ạ? Từ 15 quay 4.4 và đô la này sử dụng bát tép nhập của Sittering các bác nhá. Rất hay. Và khẳng định các bác là đánh tiếng cực kỳ là chắc luôn. Loa full bass 25 mà đánh như loa bass 30 luôn. Tiếng bass rất sâu, tiếng tép sáng chi tiết, mịn. Và trung âm của nó phải nói là rất là hay đúng không các bác? Các bác của anh em ngắm nhìn nhé. Tép Selected dòng tép con chim. Đây các bác này, loa bãi thép bóng liễng. Các bác lưu ý là Selected xịn các bác nhé. Selected xịn chứ không phải là Selected Chila. Các bác của anh em lưu ý. Và tất cả những dòng loa bass hay loa tép hiện trường, nếu những dòng loa đắt tiền thì đều có loa nhái. Ví dụ như là Selected hay là Vital hay là Levosor các bác nhá, đều có loa nhái, các bác của anh em để ý ạ. Vâng, xin lỗi các bác. Bác nào đang mong em sao đúng không ạ? Đang nhắn tin cho em. đây ạ, bass ở đây các bác nhá. Bass 25 đúng không ạ? Xương nhôm đúc nguyên khối. Gân vải tẩm dầu, nói chung là một đôi loa mà em đã chào bán thì lúc nào nó cũng là đẹp các bác nhá. Đó, ấy à, và lặng quá. Mặc định là như vậy các bác nhé. Mặc định em chào bán những đôi loa là đẹp, là zin. Các bác của anh em hoàn toàn yên tâm. Kể cả các bác mới xem kênh của em hay xem lâu rồi, hoặc là các bác mới tham khảo trên kênh của em thì cũng cứ hoàn toàn yên tâm. Còn loa mà kém, đã làm lại sửa chữa em sẽ thanh lý ở video thanh lý. Chốt lại là tất cả những đôi loa hoặc những sản phẩm em chào bán là hàng đẹp các bác nhé. Gân vải tẩm dầu các bác này, mang giấy hoặc hồng rực luôn đúng không? Offer lồi, rất đẹp. Đó. Đẹp đấy. Thùng gỗ các bác nhá, đôi loa thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, vàng phễu la tép của nó là phễu gang các bác nhá, dòng này phễu gang. Đấy, có hai hướng để mở góc chép. Đó. Phân tần thì có hai phân tần, đây phân tần của loa bass, còn đây là phân tần của loa tép, hai phân tần tách nhau riêng biệt đúng không ạ? Bông tiêu âm thủy tinh màu đen tuyền các bác nhá. Đây. Các bác của anh em xem. Vâng ạ, dòng thùng cân. Và thưa các bác của anh em, giá cho đôi loa hiện tại em đang bán là 8.500.000 đồng. Em giới thiệu lại là B3 Beta 3, mã là Milalo 110 các bác nhé. Và để cho đôi loa nó đưa ra cái chất âm hay nhất, các bác của anh em sẽ sở hữu những con đẩy có công suất ít nhất là 600W hoặc 800W hoặc 1000W một kênh trên lội trở 8 ohm các bác nhé. 800 này, 600 hoặc 1000 lội trở 8 ohm. Và đôi loa này có thể đánh độc lập là loa full các bác nhé. Đánh độc lập là loa full, hoặc các bác của anh em có thể sử dụng là loa lời đúng không ạ? Rất chất lượng, rất chất lượng các bác nhé. Ok chưa? Rất chất lượng luôn. Giá 8.500.000 đồng một đôi, giá trên tại cửa hàng. Và em có thể giao hàng trên toàn quốc. Các bác của anh em vui lòng đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng. Hoặc các bác của anh em có nhu cầu tư vấn ghép bộ với đôi loa này thì hãy gọi điện cho em các bác nhé. Tư vấn ghép bộ, em sẽ ghép chi tiết cho toàn thể các bác của anh em. Số máy tư vấn bán hàng đó là 0365888988, 0368891555. Địa chỉ cửa hàng tại Đồng Lạc, Chi Linh, Hải Dương. Rất trân trọng cảm ơn toàn thể các bác của anh em. Và em xin phép được gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo nhé. Ok chưa? 8.500.000 Milalo. Ok chưa? Quá hay các bạn. Quá hay, quá chất lượng.
nhá. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo nhá. Các bác quý mến, và hãy nhớ like, share, và bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.